Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Linh Xuyên, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà nó mang lại cho Duy một chút cảm xúc khác biệt. Vì bình thường khi làm án, trong những trường hợp nếu như mà hung thủ có hoàn cảnh đáng thương, Duy cũng hay cảm thấy có một chút thương xót trong lòng. Nhưng vụ này cũng có một vài tình tiết như vậy, nhưng mà thay vì cảm động, Duy lại cảm thấy cảm lạnh luôn. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nha. Ngày 11 tháng 7 năm 2014, 10 giờ 30 phút đêm, tại huyện Linh Xuyên, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, cảnh sát 110 nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Qua điện thoại, người đàn ông hốt hoảng nói rằng bạn gái của anh ta đã bị sát hại tại quán làm tóc. Hiện trường vụ án nằm ở trung tâm huyện Linh Xuyên. Gần 11 giờ đêm, tiếng còi hú của xe cảnh sát và ánh đèn chớp nháy sáng cả một góc phố. Các điều tra viên đã vào quán làm tóc từ cửa sau của cửa hàng. Lúc này, hầu hết các hộ dân ở xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ. Trên đường, hầu như còn rất ít người qua lại. Cửa cuốn phía trước của quán làm tóc đã đóng kín. Từ cửa sau đi vào là bếp ăn và phòng massage đơn giản được ngăn bằng những vách ngăn. Đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, cảnh sát nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ nằm ngửa trên sàn nhà vệ sinh, mặt hơi nghiêng sang phải, hai tay cô ấy đặt trên bụng, chân hơi co lên. Có thể dễ dàng quan sát thấy mặt của nạn nhân hơi tím tái, cổ có vết hằn đỏ hình bán nguyệt, cơ thể còn ấm. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân tử vong chưa lâu, khoảng một tiếng trước. Cô ấy mặc áo phông trắng và quần sóc cọc, quần áo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm hại. Trên cơ thể cô ấy, ngoại trừ vùng cổ thì không có thương tích nào khác. Các bác sĩ pháp y xác định nạn nhân chết vì bị bóp cổ. Nạn nhân tên là Vương Phượng Anh, năm đó cô ấy 38 tuổi, là chủ quán làm tóc. Hiện trường cũng là căn nhà cô ấy thuê để mở quán. Người đầu tiên phát hiện Vương Phượng Anh bị sát hại vào đêm hôm đó và báo cảnh sát là bạn trai cô ấy. Người đàn ông này tên là Lý Kiện. Anh ta nói rằng lần cuối cùng anh thấy Vương Phượng Anh là vài tiếng trước. Khi đó họ cùng ăn tối ở quán làm tóc. Có ba người là anh ta, Vương Phượng Anh và con gái của Vương Phượng Anh. Khoảng hơn 7 giờ tối, sau khi ăn tối xong, Lý Kiện đưa con gái Vương Phượng Anh về căn nhà của cô ấy trong một ngõ nhỏ ở gần đó trước để đứa bé xem TV. Còn Vương Phượng Anh sẽ tiếp tục trong quán cho tới 9 giờ tối cô ấy mới đóng cửa rồi đi bộ về nhà ngủ như thường lệ. Nhưng đến khoảng 9 giờ 30 phút tối hôm đó, Lý Kiện vẫn thấy Vương Phượng Anh chưa về nhà, nên anh ta đã gọi điện cho Phượng Anh. Điện thoại thì vẫn đổ chuông, nhưng cô ấy không nghe máy. Anh ta đã thử gọi hai cuộc liền, vẫn không có người nghe máy. Lý Kiện lúc đó đã cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Nhưng anh ta nghĩ rằng có thể do khách hàng nào đó đến quán làm tóc khi đã muộn, và nếu như cắt tóc, gội đầu thì nhanh thôi. Nhưng nếu như duỗi tóc, làm xoăn hoặc nối tóc thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, và Vương Phượng Anh sẽ về muộn so với mọi khi. Thỉnh thoảng cũng đột xuất có những khách tới muộn như vậy, vậy nên anh ta không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng khoảng một tiếng sau, Vương Phượng Anh vẫn chưa về. Lý Kiện cảm thấy sốt ruột nên tiếp tục gọi cho Phượng Anh. Nhưng lúc này thì thuê bao của cô ấy đã tắt máy, không thể kết nối. Anh ta gọi lại hai lần không được, cảm thấy mọi chuyện có gì đó bất thường nên vội vàng chạy qua quán làm tóc xem sao. Từ chỗ nhà đang ở đến quán làm tóc chỉ mất vài phút. Lúc tới nơi, anh ta thấy cửa cuốn đã đóng xuống. Vậy thì không biết Vương Phượng Anh đã đi đâu, sao lại chưa về nhà trong khi quán đã đóng và điện cũng đã tắt. Lý Kiện đập cửa quán làm tóc vài lần và gọi to tên Phượng Anh, nhưng không có ai trả lời. Lý Kiện thử đi vòng ra phía sau, thấy cửa sau không khóa, anh ta đẩy cửa bước vào. Lúc đó anh ta nhìn thấy đèn ở căn phòng massage phía sau vẫn đang bật. Đèn trong nhà vệ sinh cũng bật, ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Lý Kiện liền đẩy cửa. Anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy bạn gái nằm trên sàn nhà vệ sinh, tóc tai rối bời. Lý Kiện gọi và lay mãi nhưng cô ấy không tỉnh. Anh ta kiểm tra thấy Phượng Anh đã không còn thở nữa nên vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Quế Lâm là một thành phố du lịch nổi tiếng. Cảnh đẹp của hai sông bốn hồ thu hút rất nhiều khách du lịch. Đây là một điểm tham quan du lịch nổi bật, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và các cảnh quan sông nước đặc trưng. Hệ thống này bao gồm hai con sông lớn nhất nhì là sông Ly và sông Đào Hòa. Còn bốn hồ bao gồm hồ Mục Long, hồ Sam, hồ Dung
và Hồ Quế. Huyện Linh Xuyên, nơi xảy ra vụ án, cách trung tâm thành phố Quế Lâm chỉ khoảng gần 20 km. Mặc dù không phải là khu vực du lịch trọng điểm, nhưng lại tiếp giáp với trung tâm thành phố và cũng là thượng nguồn của sông Ly, nên vị trí rất đặc biệt. Vụ án mạng xảy ra ngay trung tâm huyện khiến cả cảnh sát thành phố và huyện đều chịu áp lực rất lớn. Quán làm tóc này là một căn nhà cấp 4 nằm ngay mặt đường lớn, xung quanh có rất nhiều cửa hàng. Căn nhà mà Vương Phượng Anh thuê thì chỉ có một tầng thôi, nhưng những căn xung quanh thì thường họ xây nhà kiểu mô hình kết hợp, tức là tầng 1 thì để làm cửa hàng, còn các tầng trên thì chia thành nhiều phòng nhỏ cho người dân thuê trọ. Và ở các tầng này có lối thang ngoài riêng, không đi qua cửa hàng tầng 1. Và vì thế, khu vực này về khuya, dù các cửa hàng đã đóng cửa về hết, thì xung quanh vẫn là các nhà trọ có nhiều người sinh sống. Với khu vực đông dân như thế, thì trước khi Vương Phượng Anh bị sát hại, liệu các tiểu thương xung quanh và những người dân gần đó có nhìn thấy người nào khả nghi hoặc nghe thấy tiếng động lạ nào không? Căn nhà ở bên trái quán làm tóc hiện tại không có người thuê, đã đóng cửa gần được một tháng do người thuê cũ chuyển địa điểm kinh doanh. Còn bên phải quán làm tóc, như các bạn nhìn thấy, nó là một quán bán rượu, bày đầy những chum rượu lớn. Đây chính là cửa hàng gần hiện trường vụ án nhất. Khi cảnh sát tới quán rượu này để hỏi thông tin về thời điểm xảy ra vụ án, người phụ nữ chủ quán họ Lưu, cô ấy đã kể với cảnh sát như sau. Vào buổi chiều, khoảng hơn 7 giờ tối, cô ấy gọi điện thoại bảo chồng về ăn cơm tối, mà sóng điện thoại lại yếu, khi đó nghe tín hiệu chập chờn, lúc được, lúc không, nên cô ấy từ trong nhà đi ra phía vỉa hè để nghe cho rõ. Khi mà cô ấy đang đứng ngoài đường gọi điện thoại thì thấy đèn trong quán làm tóc chưa bật. Nhưng mà trời mùa hè thì tối muộn, 7 giờ cũng chưa tối lắm, chỉ chạng vạng thôi. Cô ấy nghe tiếng tivi thì đang mở, cửa cuốn của quán làm tóc vẫn còn mở một nửa. Cô ấy nhìn thấy Vương Phượng Anh đang xem tivi trong tiệm, mọi thứ không có gì bất thường. Vì tối hôm đó cô Lưu có việc đột xuất nên nghỉ sớm. Khoảng hơn 8 giờ cô ấy đã đóng cửa quán rượu rồi đi về nhà. Nhưng theo như cô ấy nhớ, lúc cô khóa cửa rời đi thì cả cửa kính và cửa cuốn của quán làm tóc đều vẫn đang mở, không có gì lạ cả. Và vì cô ấy về sớm hơn mọi ngày nên không cung cấp được thêm thông tin gì về thời điểm nạn nhân bị sát hại. Kế bên cạnh quán bán rượu là một cửa hàng bán trái cây tươi. Chủ cửa hàng trái cây là một người phụ nữ họ Hắc. Bà Hắc cho biết hôm trước bà về muộn, nhớ láng máng được là hình như bà bán hàng tới khoảng 10 giờ 40 phút tối, bởi vì ngày 11 tháng 7 lại là ngày 15 tháng 6 âm lịch. Hôm đó đúng rằm nên các cửa hàng hoa quả đều rất đông khách mua, cũng chủ động nhập nhiều hàng hơn bình thường. Do đó mà bà Hắc cứ nán lại thêm mãi, bán đến khuya. Khi bà về đến nhà là 11 giờ đêm. Bà nhớ là khi đó bà đang chuẩn bị đóng cửa, thì có một người đàn ông ở cửa hàng, ở cách đó vài căn, chạy đến trước cửa hàng bà và gọi vọng vào trong, bảo là dì ơi, cô gái ở tiệm bên cạnh bị giết rồi. Nghe vậy, bà giật mình sợ hãi, và bà hỏi thêm vài câu nữa, thì người đàn ông kia nói là do vừa tình cờ đi ngang qua cửa hàng làm tóc, thì nghe thấy bạn trai của Vương Phượng Anh đứng trên vỉa hè và gọi 110 báo cảnh sát là bạn gái đã bị sát hại. Nghe anh ta kể vậy, thì bà Hắc liền ngó ra ngoài, thấy có một vài người đang đứng nhốn nháo trước cửa cuốn của quán làm tóc. Có lẽ họ vừa biết chuyện và đang bàn tán về vụ việc. Chừng vài phút sau nữa, thì bà nghe tiếng xe cảnh sát hú còi chạy dọc con phố. Chủ sạp trái cây tuy đóng cửa muộn, nhưng bà nói rằng hôm đó đông khách, trời thì tối, lại bận bán hàng và dọn dẹp, nên cũng không ra khỏi tiệm, chẳng nhìn thấy ai khả nghi cả. Hơn nữa, vì giữa cửa hàng trái cây và quán làm tóc còn có một quán bán rượu ở giữa, nên bà ấy cũng không nghe thấy gì khác thường cả. Cảnh sát đã lên tầng 2 của những khu trọ ở gần hiện trường. Nơi đây có nhiều hộ gia đình sinh sống. Tìm gặp từng hộ gia đình để hỏi thêm thông tin vụ án, nhưng không thu được manh mối giá trị nào. Nhưng từ việc kết hợp lời khai của người bảo án và báo cáo pháp y, cảnh sát xác định thời gian gây án là từ 9 giờ 10 phút tối đến 10 giờ 30 phút tối. Tại hiện trường, cửa kính, cửa cuốn và cả cửa gỗ phía sau đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại. Như vậy, hung thủ đã vào cửa hàng mà không cần gậy phá cửa và được sự cho phép của chủ quán. Nhưng hắn vào trong cửa hàng bằng danh nghĩa gì? Là người quen hay khách hàng? Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu rõ ràng của việc vật lộn, giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Nhưng ở phòng khách và ba phòng massage nhỏ, chỉ cách nhau bằng các vách ngăn có dấu hiệu bị lục soát rất rõ ràng. Chiếc ví màu hồng để trên giường của nạn nhân đã bị mở ra, và bên trong tiền lẻ cũng không còn. Theo xác nhận của bạn trai Vương Phượng Anh, số tiền cô ấy để trong ví hôm đó không nhiều, có lẽ chỉ khoảng vài chục tệ.
Nhưng mà Lý Kiện cho biết là Vương Phương Anh còn có một chiếc thẻ tiết kiệm mà hiện giờ cũng không tìm thấy đâu nữa. Trong thẻ có một số tiền khá lớn do Vương Phương Anh vừa mới chuyển vào. Việc có dấu hiệu lục soát rõ ràng và bị mất cắp tài sản dường như động cơ sẽ là cướp của giết người. Nhưng liệu còn có nguyên nhân nào khác không? Như là vì mâu thuẫn nào đó mà trả thù Vương Phương Anh. Sau đó hung thủ đã tiện tay lấy đi tiền bạc trong tiệm. Nhưng với hiện trường khi đó, hung thủ không sử dụng hung khí, cũng gây án trong khu dân cư đông đúc khá là mạo hiểm. Nên khả năng đầu tiên mà cảnh sát nghĩ đến chính là giết người do bột phát. Ví dụ là trường hợp thế này. Có một khách hàng khi vào tiệm đã yêu cầu cô ấy massage hoặc gội đầu. Và trong quá trình đó có thể xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn vì việc gì đó, khiến kẻ này đã tức giận ra tay giết chết cô ấy. Ngoài nguyên nhân mâu thuẫn bột phát như vậy thì còn có hai nguyên nhân khác mà cảnh sát cho rằng khả năng xảy ra cũng khá cao. Đó là giết người do thù ghét cá nhân hoặc là chỉ nhằm cướp tài sản. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định với cách thức ra tay tàn nhẫn như vậy và thể lực có phần áp đảo. Vì nạn nhân không có vết thương nào khác trên người, hung thủ đã khống chế dễ dàng khi bóc cổ sát hại cô ấy. Không tìm được dấu vết giằng co xô sát nên có thể xác định hung thủ là nam giới có sức khỏe tốt. Còn là một mình gây án hay có đồng phạm thì hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được. Vương Phượng Anh 38 tuổi, quê ở huyện Lâm Quế, thành phố Quế Lâm. Cô ấy từng kinh doanh quần áo, mở quán ăn nhưng không thuận lợi lắm. Và sau cùng là cô ấy đi học nghề làm tóc rồi mở quán làm tóc này cách đây vài năm. Các điều tra viên biết là Vương Phượng Anh và bạn trai cô ấy là Lý Kiện đã sống chung nhiều năm, nhưng họ không đăng ký kết hôn. Xét về mối quan hệ hợp pháp thì hiện tại Vương Phượng Anh vẫn đang có chồng, nhưng hai người ly thân cũng lâu rồi. Chồng của cô ấy vì nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đang làm thủ tục ly hôn với cô. Mâu thuẫn gia đình của Vương Phượng Anh khiến các điều tra viên chú ý. Chồng cô ấy là Phan Lưu, hai người bất hòa nhiều năm, nhưng vì vấn đề nuôi con và phân chia tài sản chưa thống nhất nên họ cứ dùng giảng mãi chưa ly hôn. Hai năm trở lại đây, Phan Lưu thường xuyên đi làm ăn xa. Mỗi khi quay lại Quế Lâm thì đều muốn tới thăm con gái. Nhưng Vương Phượng Anh nhất quyết không cho gặp con. Cô trốn tránh anh ta. Con chuyển trường cho con gái và không tiếp Phan Lưu khi anh ta tới quán làm tóc để tìm con. Cảnh sát nghi ngờ có thể chồng Vương Phượng Anh đã tới quán làm tóc để bàn chuyện ly hôn với vợ, rồi dẫn đến mâu thuẫn, mất kiểm soát, nên lỡ tay giết chết Vương Phượng Anh. Vậy nên một ngày sau khi Vương Phượng Anh bị sát hại, cảnh sát huyện Linh Xuyên mời chồng cô là Phan Lưu đến làm việc tại trụ sở và yêu cầu anh ta kê khai lịch trình trong ngày 11 tháng 7. Phan Lưu cho biết anh đã làm việc ở Quảng Đông 2 năm nay. Chỉ khi nào trở về quê thì mới liên lạc với vợ để muốn gặp con. Còn lại thì gần như rất ít khi anh gọi hoặc nhắn cho cô ấy. Phan Lưu nói việc anh ta có mặt ở Quế Lâm bây giờ là do anh nghe tin vợ gặp nạn. Sợ con gái nhỏ không có ai chăm sóc nên mới vội vàng từ Quảng Đông quay trở về. Các điều tra viên nhận thấy Phan Lưu trả lời câu hỏi rất rõ ràng, hợp lý, nhưng thái độ của anh ta có phần lạnh nhạt, thờ ơ trước cái chết của vợ. Dường như không cảm thấy bất ngờ, cũng không có biểu hiện gì là đau buồn, kiểu như rừng rưng không cảm xúc được các bạn. Nhưng sau khi điều tra và xác minh, cảnh sát thấy Phan Lưu không có thời gian gây án. Vào ngày xảy ra vụ án, anh ta vẫn làm việc ở Quảng Đông. Sau khi người thân báo tin vợ gặp nạn, sáng sớm hôm sau, anh ta mới tức tốc bắt xe trở về Quế Lâm, Quảng Tây. Vậy Phan Lưu có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Hơn nữa, với khả năng tài chính khó khăn hiện tại của anh ta thì cũng không thể thuê người giết vợ được. Kiểm tra lịch sử viễn thông và tài khoản ngân hàng của Phan Lưu cũng không có gì đáng nghi. Anh ta được loại khỏi danh sách nghi phạm. Vậy thì còn người đã chung sống với Vương Phượng Anh 10 năm cũng chính là người phát hiện ra thi thể và đã báo án. Liệu có điểm gì khả nghi không? Qua điều tra, giả thuyết này cũng nhanh chóng bị loại trừ. Mối quan hệ giữa anh ta và Vương Phượng Anh rất tốt, chung sống nhiều năm cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Khi giả soát các mối quan hệ xã hội khác của Vương Phượng Anh, các điều tra viên thấy cô ấy không có mâu thuẫn sâu sắc với ai cả, cũng chẳng nợ nần gì. Vương Phượng Anh không có mối quan hệ tình cảm mập mờ nào khác. Hơn nữa, vào thời điểm xảy ra vụ án, hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy tiếng cãi vã, xô xát, giống như có ai tìm đến với tâm thế là tính sổ với nạn nhân. Như vậy, khả năng Vương Phượng Anh bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm hay trả thù đều rất thấp. Vậy thì còn lại một khả năng cao nhất. Dựa trên việc ví bị mất tiền, đồ đạc bị lục lọi, cảnh sát xác định đây là vụ án có động cơ cướp của giết người. Vì hiện trường là một quán làm tóc, nên lượng khách ra vào mỗi ngày cũng đông.
Vì vậy, dấu vết, vật chứng và DNA để lại hiện trường của rất nhiều người và chồng chéo lên nhau. Bây giờ tạm thời chưa phân biệt được dấu vân tay và DNA của hung thủ hay là của khách hàng. Tuy nhiên, khi khám nghiệm thi thể của Vương Phương Anh, cảnh sát tìm được da vụn trong móng tay của cô ấy. Điều này có nghĩa là nghi phạm trong lúc bóp cổ nạn nhân thì theo phản xạ sinh tồn, cô ấy chống cự cào cấu hung thủ. Như vậy, những dữ liệu DNA thu được sẽ rất hữu ích trong việc tìm kiếm hung thủ. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát lại có một phát hiện quan trọng, đó là tìm thấy một đầu lọc thuốc lá ngay gần chỗ bếp nấu ăn. Khu bếp nấu và nhà vệ sinh của quán làm tóc rất chật hẹp, nên ở vị trí nhặt được đầu lọc thuốc lá ở bếp chỉ cách nơi nạn nhân nằm khoảng 2 mét. Đầu lọc thuốc lá này còn rất mới và không có bụi bẩn. Bạn trai của Vương Phương Anh không hút thuốc, và theo như lời kể của anh ấy, thì buổi tối hôm xảy ra án mạng, sau khi ba người ăn tối lúc hơn 7 giờ, thì anh đã dọn dẹp và quét khu vực nhà bếp rồi mới dắt con gái của Vương Phương Anh trở về nhà. Vậy nên lý kiện khá chắc chắn rằng đầu lọc thuốc này phải là được vứt lại sau khi anh ấy rời đi. Vì thời gian từ lúc lý kiện rời khỏi quán làm tóc cho đến khi phát hiện Vương Phương Anh bị sát hại là khoảng 3 tiếng đồng hồ, nên có thể đã có nhiều người ra vào quán làm tóc. Tuy nhiên, nơi tìm thấy đầu lọc thuốc lá này là ở trong bếp. Nó ở khu vực cuối của căn nhà, gần cửa hậu phía sau. Rất ít khi nào mà khách hàng lại đi xuống tới tận đây. Họ thường chỉ ở khu vực làm tóc hoặc massage. Vì thế cảnh sát cho rằng đầu lọc thuốc lá này rất có thể là do nghi phạm tiện tay ném lại trước khi hắn rời đi theo lối cửa sau. Ngoài ra, trên đầu lọc thuốc lá có dấu hiệu rõ ràng của việc bị cắn. Các bạn có thể nhìn thấy nốt răng hằn rất sâu. Điều này cũng rất bất thường, vì người hút thuốc bình thường sẽ không cố tình cắn mạnh như vậy vào đầu lọc. Vậy thì có thể phán đoán hai tình huống như sau. Một là khi vừa gây án xong, hắn đã dừng lại hút một điếu thuốc để trấn tĩnh. Lúc này tâm lý khiến hắn bất an, lo sợ, cắn mạnh vào đầu lọc thuốc lá. Còn giả thuyết thứ hai là hắn đã hút trước khi gây án từ trên đường, cho tới khi rẽ vào cửa hàng, khi đó hắn suy nghĩ và quyết tâm giết người cướp của, cắn răng mạnh một cái, ném đầu lọc thuốc lá xuống đây, rồi quyết định ra tay với cô ấy. Các điều tra viên khi đó nhận ra đầu lọc thuốc lá này là của loại thuốc lá mang nhãn hiệu Hồng Song Hỷ. Vì người địa phương vùng này rất ít khi hút loại thuốc lá này. Thường thì họ hút thuốc hiệu Chân Long. Thuốc Chân Long là thương hiệu thuốc lá của chính địa phương sản xuất. Còn Hồng Song Hỷ không phải được sản xuất tại Quảng Tây. Người dân ở đây không hút, nên khả năng hung thủ là người nơi khác tới. Để điều tra rõ hơn về manh mối đầu lọc thuốc lá, cảnh sát đã tới các cửa hàng tạp hóa và siêu thị địa phương để hỏi về thuốc lá Hồng Song Hỷ. Họ được biết có 4 loại Hồng Song Hỷ với giá cả như sau. Loại đắt nhất là 16 tệ, sau đó tới loại 11 tệ, loại 10 tệ và rẻ nhất là 6 tệ. Các điều tra viên đã mua mỗi loại một gói, tổng cộng là 4 gói và bắt đầu lấy mỗi bao một điếu ra để so sánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát xem đầu lọc thuốc lá mà nghi phạm để lại hiện trường là loại giá tiền nào nha. Vì đầu lọc của mỗi loại thuốc nhìn rất khác nhau, nên có thể dễ dàng nhận ra đầu lọc thuốc lá Hồng Song Hỷ tại hiện trường này là loại 6 tệ, là khoảng 21.000 đồng. Đây là loại thuốc lá có giá thấp nhất trong số các loại Hồng Song Hỷ, và so với các loại thuốc lá khác trên thị trường, nó cũng thuộc loại tương đối rẻ tiền. Kết hợp với việc trước đó, vài chục tệ còn lại trong ví của nạn nhân cũng đã bị lấy mất. Cảnh sát phán đoán, nghi phạm có thể là người có điều kiện kinh tế thấp, phải chi tiêu tàn tiện. Nếu đầu lọc thuốc lá này và mẫu da vụn thu thập được trên móng tay của nạn nhân đều là do hung thủ để lại, và hung thủ lại là người từng có tiền án tiền sự, thì sau khi lấy được kết quả DNA rồi nhập dữ liệu để so sánh với hệ thống DNA quốc gia, thì việc xác định danh tính và bắt giữ hung thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ngược lại, nếu hung thủ hắn chưa từng có tiền án tiền sự, thì những chứng cứ này sẽ khó có thể trở thành manh mối để xác định danh tính. Trong lúc đợi kết quả DNA, cảnh sát vẫn phải tiếp tục tiến hành điều tra toàn diện về vụ án. Ngay thời điểm này, thì liên tiếp những vụ việc khác xảy ra tại huyện Linh Xuyên. Đó là vào 12 giờ 20 phút trưa ngày 12 tháng 7, là chỉ khoảng nửa ngày sau khi Vương Phượng Anh bị sát hại. Tại đồn cảnh sát thị trấn Linh Xuyên, một người phụ nữ trung niên đến trình báo về việc cô ấy vừa bị một người đàn ông dùng súng đe dọa để cưỡng hiếp và cướp tài sản. Người trình báo là cô Lâm, làm nghề tài xế taxi. Cô cho biết, vào khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 12 tháng 7, cô đón một người đàn ông tại ga Nam Quế Lâm. Anh ta lên xe và nói muốn đến huyện Linh Xuyên. Sau khi thỏa thuận giá cả, cô Lâm lái xe chở anh ta đi về hướng huyện Linh Xuyên.
Khi đến huyện này, theo chỉ dẫn của khách, cô lái xe vòng vèo đến một đoạn đường vắng vẻ ở thôn Tương Đàm. Tại đây, người đàn ông yêu cầu cô Lâm dừng xe. Ngay lập tức, hắn ta liền nhào tới bóp cổ cô ấy, rồi còn rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu cô Lâm. Khi nhìn thấy hắn cầm súng, cô Lâm sợ hãi, biết rằng đã gặp cướp. Quãng đường mà cô Lâm dừng lại khi đó rất vắng vẻ, lại là buổi trưa, nên hầu như không có xe cộ hay người qua lại. Lúc đó, cô Lâm chỉ biết khóc và cầu xin hắn tha mạng. Kẻ lạ mặt kia nói, không được khóc, chỉ cần cô phối hợp thì hôm nay sẽ không sao. Còn nếu không, thì tôi không chắc đâu. Hôm nay mạng sống của cô nằm trong tay cô đấy. Cô Lâm xin hắn ta đừng làm hại mình. Xe cộ, tiền bạc trên xe, hắn ta muốn lấy thứ gì cũng được. Chỉ cần đừng giết người, cô còn bố mẹ già và con nhỏ. Lúc đó nghe vậy, thì kẻ này hất hàm về phía ghế sau và nói, giờ tôi bảo cô làm một việc, cô có chịu không? Cô Lâm hỏi việc gì? Hắn liền lôi cô ấy ra ghế sau xe và giở trò đổi bại. Chiếc taxi đỗ bên đường hơn 20 phút, không có một chiếc xe nào hay một người đi đường nào đi qua. Cô Lâm không dám chống cự hay kêu cứu. Cô ấy nói, lúc đó tôi rất sợ, toàn thân run rẩy, không còn chút sức lực nào. Tôi sợ muốn chết. Tôi còn nghĩ là hôm nay chắc chắn không thoát được rồi, có thể sẽ bị giết. Sau khi xong việc, hắn lấy chiếc khăn lụa của cô Lâm trói chân tay cô ấy lại, rồi lục lọi trong xe lấy đi hơn 300 tệ tiền mặt và một chiếc điện thoại di động của cô. Kẻ cướp xuống xe và nhanh chóng biến mất sau những bụi cây rậm rạp của quãng đường lầy lội này. Nhìn thấy người đàn ông đã đi khuất, cô Lâm đã tự cởi trói, lập tức lái xe tới đồn cảnh sát gần nhất để trình báo. Khi nghe trình báo sự việc, cảnh sát Tương Đàm cử một nhóm nhân viên ngay lập tức đến hiện trường. Ở quãng đường nơi xảy ra vụ cướp, cảnh sát thu được một tờ giấy ăn bị vo lại ném ở dưới đất và trên đó thu thập được tinh dịch của nghi phạm. Trong lúc đó, tại đồn cảnh sát, công tác lấy thông tin vẫn tiếp tục. Cô Lâm cho biết thêm, nghi phạm khoảng hơn 30 tuổi. Hắn không cao lắm, tầm 1m62 tới 1m63. Rất gầy, mặc áo ngắn, quần sóc. Kẻ này nói tiếng phổ thông, không nghe ra được là giọng địa phương nào. Nạn nhân còn nói, nhớ rõ người đàn ông đó cầm một khẩu súng lục màu vàng kim. Khi nghe tới chi tiết này, thì cảnh sát cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bởi vì dù là súng quân dụng hay súng tự chế, thì thường cũng không có màu vàng kim. Súng màu đen và nâu là phổ biến nhất, bởi vì nhiều nguyên nhân, như là để ít gây chú ý hơn. Hơn nữa, nếu vào ban đêm, thì màu đen giúp giảm thiểu sự phản xạ ánh sáng, giúp cho súng khó bị phát hiện trong điều kiện ánh sáng yếu, như vậy làm tăng khả năng ẩn nấp cho người sử dụng. Màu đen cũng có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn, giúp làm nguội nhanh hơn trong một số điều kiện sử dụng. Đôi khi một số loại súng cũng có màu xanh lá hoặc nâu nhạt để hòa lẫn với môi trường tự nhiên và giúp ngụy trang tốt hơn. Nhưng khi sử dụng trong rừng như súng săn hoặc trên sa mạc, vì thế súng của nghi phạm cầm theo có màu vàng kim khiến cảnh sát huyện Linh Xuyên cho rằng rất có thể nghi phạm đã sử dụng súng giả để uy hiếp cô Lâm. Tuy phán đoán là như vậy, nhưng dù sao cũng vẫn chưa thể xác định được khẩu súng đó là thật hay giả, cũng như sức sát thương của nó như thế nào. Vì vậy, với thông tin nghi phạm có súng, cảnh sát càng phải thận trọng hơn. Hiện trường vụ án xảy ra ở nơi vắng vẻ, xung quanh không có camera giám sát nên không ghi được bất cứ hình ảnh nào của nghi phạm. Nhưng cảnh sát nghi ngờ, hắn là người dân sống gần đó nên mới lựa chọn nơi này để ra tay. Cảnh sát đã rà soát các thôn xóm lân cận, lập danh sách những đối tượng trọng điểm, khoanh vùng độ tuổi khoảng tầm 30 tuổi, từng có tiền án cướp giật, hiếp dâm, rồi đưa ảnh của những người này cho nạn nhân nhận diện, nhưng không tìm thấy nghi phạm. Vì vậy, cảnh sát quyết định chuyển trọng tâm điều tra sang địa điểm mà nghi phạm đã lên xe, là ở ga phía nam Quế Lâm. Tuy nhiên, công việc này chỉ vừa mới bắt đầu triển khai, thì vào khoảng hơn 8 giờ tối của ngày hôm đó luôn, một nữ tài xế khác lại bị cướp tại chính quãng đường mà cô Lâm đã bị khống chế vào lúc trưa. Nữ tài xế này họ Lý, là người ở huyện Hưng An, cô ấy kể lại. Lúc 7 giờ tối, cô đón một khách từ huyện Hưng An rồi được hắn điều tới thôn Tương Đàm của huyện Linh Xuyên. Cô Lý bị cướp lúc hơn 8 giờ. Số tiền bị cướp là 1.400 tệ. Đây là toàn bộ số tiền mà cô ấy thu được trong ngày khi chạy taxi. Số tiền này khoảng gần 5 triệu tiền mình. Cô Lý đã đấu tranh tư tưởng mất 2 tiếng đồng hồ xem là có nên đi trình báo hay không. Vì thế phải hơn 10 giờ tối hôm đó, cô ấy mới tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Cô Lý cũng kể thêm rằng hắn cầm theo súng đe dọa để cướp tài sản, nhưng không có hành vi xâm hại tình dục. Qua thông tin của cô Lý cung cấp, cảnh sát được biết nghi phạm hành động một mình, không có đồng phạm.
Hắn cao khoảng hơn 1m60 một chút, tuổi tầm 30, rất gầy. Qua những đặc điểm về độ tuổi, vóc dáng, cách ăn mặc và cả việc cầm súng cũng rất giống với nghi phạm đã cưỡng hiếp và cướp tài sản của cô Lâm vào buổi trưa hôm đó. Hơn nữa, nơi xảy ra vụ việc cũng chính là quãng đường đất lầy lội ở thôn Tương Đàm, huyện Linh Xuyên. Như vậy là cùng một địa điểm, cùng một ngày đã xảy ra hai vụ cướp mà nghi phạm cầm theo súng. Đối tượng bị cướp đều là tài xế taxi. Hai vụ cướp này xảy ra vào ngày 12, trong khi vụ án sát hại nữ chủ quán làm tóc là ngày 11. Việc hung thủ cầm theo súng và gây ra hai vụ cướp liên tiếp khiến tình hình cũng nghiêm trọng không kém gì một vụ án mạng, làm cho cảnh sát rất áp lực. Lúc này thì một mặt, cảnh sát bố trí cảnh sát xã tuần tra, bí mật chốt chặn gần đoạn đường xảy ra vụ án. Mặt khác cũng cử người đến ga Nam Quế Lâm là nơi hung thủ lên xe để tìm kiếm manh mối. Hai vụ cướp tài xế taxi có nhiều điểm trùng hợp nên được gộp chung để điều tra. Vậy còn vụ án mạng xảy ra ở quán làm tóc cũng là do cướp tài sản rồi giết người, cùng một động cơ là cướp của. Vậy liệu vụ án nạn nhân Vương Phượng Anh có liên quan gì đến hai vụ cướp tài xế taxi hay không? Ban đầu cảnh sát nghĩ là hai vụ cướp tài xế taxi dùng súng giả để uy hiếp, gây ra một vụ cưỡng hiếp. Còn ở hiện trường tiệm làm tóc, hung thủ ngoài việc cướp tài sản còn ra tay giết người rất tàn nhẫn. Tuy là chung động cơ cướp tài sản, nhưng cách thức gây án có vẻ khác nhau, nên chắc là không liên quan đến nhau. Do nhân lực hạn chế, nên đối mặt với ba vụ án một lúc, cảnh sát hình sự huyện Linh Xuyên đã cử một bộ phận hỗ trợ cảnh sát khu vực Tương Đàm điều tra hai vụ cướp tài xế taxi. Còn lực lượng chính vẫn tập trung vào việc điều tra vụ án mạng của Vương Phượng Anh. Đến tối ngày 12 tháng 7, tức là gần một ngày sau vụ án mạng tại quán làm tóc xảy ra, kết quả giám định đầu lọc thuốc lá tại căn bếp của quán làm tóc và da vụn trên móng tay của nạn nhân Vương Phượng Anh đã có kết quả. Cả hai mẫu DNA này đều thuộc về một người đàn ông. Như thế có thể chắc chắn rằng, kẻ hút thuốc lá ở hiện trường và đối tượng bị Vương Phượng Anh cào cấu là cùng một người. Trong gần như hầu hết các tình huống nạn nhân bị sát hại bằng cách bóc cổ, thì mẫu DNA da vụn trong móng tay nạn nhân chắc chắn là của hung thủ. Vậy bây giờ, chỉ cần tìm được người có DNA trùng khớp với mẫu DNA này là có thể tìm ra nghi phạm sát hại Vương Phượng Anh. Cảnh sát lập tức so sánh kết quả DNA của nghi phạm với dữ liệu DNA của những người có tiền án tiền sự trong khu vực Quảng Tây, nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp. Vì Quảng Tây giáp danh với ba tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Hồ Nam, và lực lượng lao động ngoại tỉnh ở Quảng Tây cũng chủ yếu là từ ba tỉnh lân cận tới, nên cảnh sát Quảng Tây đã phối hợp với lực lượng cảnh sát ba tỉnh Quý Châu, Vân Nam và Hồ Nam để dò tìm trong dữ liệu DNA của những người có tiền án tiền sự ở các tỉnh này, nhưng cũng không tìm thấy nghi phạm nào có DNA trùng khớp. Sau đó, họ quyết định liên lạc với cảnh sát của các tỉnh khác để so sánh mở rộng trên toàn quốc. Trong khi chờ phối hợp với các tỉnh để so sánh dữ liệu, thì các công tác điều tra khác của cảnh sát vẫn tiếp tục triển khai. Ngày thứ hai sau vụ án mạng của Vương Phượng Anh, cảnh sát tập trung điều tra vào chiếc thẻ mà cô ấy bị mất. Nếu có người sử dụng thẻ ngân hàng của cô ấy, thì hệ thống camera giám sát của ngân hàng có thể thu thập được hình ảnh trực diện. Và điều đó sẽ là một bước đột phá lớn trong việc điều tra vụ án. Cảnh sát đã đến ngân hàng địa phương nơi Vương Phượng Anh mở thẻ, nhưng thấy thẻ của nạn nhân không hề có bất cứ giao dịch rút tiền nào. Chẳng lẽ nghi phạm không sử dụng thẻ? Với một kẻ mà vài chục tệ trong ví còn vét sạch, thì tại sao trong thẻ có rất nhiều tiền, hắn lại không thử rút? Hay chiếc thẻ này không bị lấy đi? Cuối cùng, sau khi lục soát kỹ lưỡng một lần nữa, cảnh sát đã tìm được chiếc thẻ ở một vị trí rất kín đáo. Nó nằm kẹp giữa lớp lót của một chiếc chăn. Các điều tra viên cho rằng có thể nạn nhân đã lén giấu chiếc thẻ đi trong lúc bị cướp nhằm bảo vệ tài sản của cô ấy. Vì thế nên nó không bị hung thủ phát hiện và lấy đi. Như vậy thì đến đây, manh mối do tìm hung thủ từ chiếc thẻ ngân hàng cũng không thể sử dụng được nữa. Vụ án mạng điều tra đã gần 2 ngày chưa xác định được hung thủ. Tại đoạn đường ở thôn Tương Đàm, nơi xảy ra vụ cướp tài xế taxi, cảnh sát huyện Linh Xuyên từ sáng sớm ngày 13 tháng 7 đã tăng cường tuần tra trên các tuyến đường gần đó, kiểm soát khu vực này và bí mật cử người đến đoạn đường này mai phục. Các điều tra viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể phải mai phục vài ngày tới cả tuần. Nhưng mà nghi phạm đã hai lần gây án liên tiếp tại cùng một địa điểm rồi, thì liệu hắn ta có mạo hiểm quay lại thêm lần nữa hay không? Điều này thì cảnh sát cũng không dám chắc. Mặc dù bố trí mai phục, nhưng họ nghĩ là ít có khả năng đối tượng gây án ba lần cùng một chỗ, điều trước giờ hiếm gặp. Kiểu như là ít khi có kẻ nào lại hành động mạo hiểm và ngu ngốc như vậy. Nhưng mà chưa đầy nửa ngày sau khi bắt đầu tuần tra, vào khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 13 tháng 7,
đã xuất hiện một tình huống đáng ngờ khác. Cảnh sát khi đi tuần tra qua hiện trường vụ án phát hiện một chiếc taxi màu đỏ. Nhìn qua kính xe, thấy một nữ tài xế và một người đàn ông ngồi ở ghế phụ trước. Trên xe chỉ có hai người họ. Chiếc xe dừng lại tại hiện trường hai vụ cướp lần trước. Liệu đây có phải là vụ cướp thứ ba hay không? Sao nhìn nó trùng hợp và đáng nghi như vậy? Ngay khi cảnh sát xuống xe và tiến lại gần định kiểm tra, thì chiếc taxi nhanh chóng nổ máy, tăng tốc lao đi. Lúc này cảnh sát khu vực Tương Đàn đã yêu cầu cảnh sát huyện điều động lực lượng đặc nhiệm tới hỗ trợ vây bắt. Vì nghi phạm có súng trong tay và vẫn chưa xác định được súng thật hay giả. Thêm nữa trong xe cũng còn một con tin là nữ tài xế, nên việc truy bắt phải hết sức thận trọng. Với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm, chiếc taxi đi chưa đầy 1 km thì bị chặn lại và quá trình vây bắt giải cứu thành công nữ tài xế. Nữ tài xế được đưa ra khỏi xe an toàn. Người đàn ông ngồi trong xe bị khống chế đưa về trụ sở cảnh sát. Qua thông tin người phụ nữ cung cấp, cô ấy họ Dương, hàng ngày lái xe đón khách quanh khu vực ga Quế Lâm. Buổi trưa hôm đó, khi cô đang dừng xe và ngồi ăn trưa ở sân dừng đỗ của nhà ga, thì nam hành khách này tới và yêu cầu cô trở đến thôn Tương Đàm. Khi hai người vừa đến quãng đường này, thì cô bị anh ta uy hiếp và cướp tài sản. Ngay lúc đó thì xe cảnh sát đến, nam hành khách đã dùng súng đe dọa, bắt cô khởi động xe, tăng tốc nhằm bỏ trốn khỏi hiện trường. Người đàn ông trên xe đã lập tức bị còng tay đưa về cảnh sát huyện Linh Xuyên. Trong chiếc túi nhỏ mà hắn mang theo, cảnh sát đã tìm thấy hung khí gây án là một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa có màu vàng kim, giống hệt với mô tả của cô Lâm. Qua thẩm vấn, hắn ta khai tên là Tào Kim Phi, năm đó 29 tuổi, quê ở huyện Miên Dương, Từ Xuyên. Sau khi hắn bị bắt, hai nữ tài xế trước đó đã tới nhận diện và khẳng định Tào Kim Phi chính là kẻ đã cướp tài sản của họ. DNA của Tào Kim Phi trùng khớp với DNA trong mẫu tinh dịch trên tờ giấy ăn được tìm thấy tại hiện trường ngày hôm trước. Như vậy, đã xác định hắn là kẻ đã gây ra 3 vụ cướp và một vụ cưỡng hiếp chỉ trong 2 ngày. Và đúng là hắn đã 3 lần quay lại hiện trường để gây án liên tiếp trong một thời gian ngắn. Tư duy của kẻ này quả thật là có gì đó dị dị và ngu ngốc hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Qua điều tra thêm, cảnh sát được biết Tào Kim Phi từng bị kết án 14 năm tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm vào năm 2001. Lúc đó hắn mới 16 tuổi khi phạm tội. Tào Kim Phi vừa mới mãn hạn tù vào tháng 2 năm 2013, tức là 1 năm rưỡi trước khi gây ra vụ án này. Hắn ta chuyển đến Quế Lâm làm việc chỉ khoảng vài tháng trước khi vụ án xảy ra. Trước đó, hắn làm việc tại một nhà máy ở địa phương, nhưng vì hết tiền, hắn ta đã nảy ra ý định nghỉ việc, đi cướp tài sản để kiếm tiền cho nhanh. Vậy là chuỗi vụ án cướp tài xế taxi đã được phá án thành công. Khi công việc thẩm vấn sắp kết thúc, một cảnh sát theo các bước thường lệ đã hỏi Tào Kim Phi một câu. Tôi hỏi anh ta, ở Quế Lâm anh còn gây ra vụ án nào nữa không? Lúc này hắn thở dài nói, ở Quế Lâm tôi còn cướp của 2 cô gái ở tiệm làm tóc. Chỗ này là hắn khai cướp ở tiệm làm tóc chứ không phải khai về vụ giết người đâu ạ. Tào Kim Phi khai nhận rằng 4 năm ngày trước đó, hắn đã cướp của 2 cô gái làm tóc ở quận Điệp Thái, trung tâm thành phố Quế Lâm. Số tiền cướp được là hơn 1.000 tệ. Trước thông tin này, cảnh sát Linh Xuyên đã liên lạc với cảnh sát của quận Điệp Thái và nhận được thông tin như sau. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 8 tháng 7, một người phụ nữ trẻ đến trình báo. Cô ấy nói mình là nhân viên tại một quán làm tóc. Vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 8 tháng 7, tại một quán làm tóc gần Quan Nam Các, hai nữ nhân viên phục vụ là cô Lý và cô Dương đã bị một người đàn ông dùng súng cướp đi 400 tệ tiền mặt và một chiếc thẻ ngân hàng của cô Dương. Sau đó, 600 tệ trong thẻ đã bị rút đi. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát Điệp Thái đã thu thập được dấu vân tay của nghi phạm trên tấm kính. Sau đó, các điều tra viên cũng đã đến ngân hàng lấy đoạn video ghi hình từ camera giám sát của máy ATM. Và đoạn video đó được hai nữ nhân viên quán làm tóc nhận diện. Họ nói người đàn ông rút tiền chính là người đã cướp tài sản của họ. Khoảng 20 tiếng sau vụ việc đó, thì tầm 9 giờ tối trên đường Lô Địch cũng ở quận Điệp Thái, một nữ nhân viên họ Trần của quán làm tóc khác cũng bị cướp. Cô ấy kể lại, ban đầu là hắn bước vào quán để gội đầu, cũng bình thường lịch sự như bao nhiêu vị khách khác. Chỉ khác một điều là sau khi gội đầu xong, thay vì rút tiền ra thì hắn lại rút súng ra. Hắn túm lấy tay cô Trần rồi ghì chặt cô ấy xuống và chĩa súng vào đầu. Nhưng cô Trần thì từ trước giờ vốn rất khỏe mạnh và cũng gan dạ, nên cô giằng lấy khẩu súng của hắn. Trong lúc hai bên xô sát thì nòng súng bị bẻ gãy. Lúc này cô mới biết đó là súng giả và cô ấy càng yên tâm hơn. Kiểu như, à, súng giả,
Thế thì mày tới công chuyện với bà. Hai bên vừa đánh nhau, vừa giằng co, xô đẩy, lùi dần ra phía ngoài đường. Cạnh quán làm tóc là một quán cờ tướng, ở đó có rất nhiều người đang chơi cờ. Thấy tình hình không ổn, kẻ cướp vội vàng đẩy người nữ nhân viên quán tóc ra rồi bỏ chạy. Khi đó cô Trần không đuổi theo mà chỉ hô hoán mọi người là có cướp. Cô nhìn thấy hắn ta chạy chân đất về phía cuối đường. Sau đó hệ thống camera giám sát công cộng dọc đường đã ghi lại hướng bỏ chạy của người đàn ông. Như các bạn thấy trên màn hình, từ quán làm tóc nơi xảy ra vụ việc, một người đàn ông đang chạy về phía trường cấp 2, qua quảng trường rồi lên hướng cầu Ngưu Sơn. Thông qua hệ thống camera giám sát đã lần ra được lộ trình bỏ chạy của tên cướp chừng gần 2 km. Tuy nhiên sau cùng, nghi phạm đã biến mất ở một ngã tư sau khi hắn chạy qua cầu. Đây là hình ảnh cuối cùng của hắn ghi lại lúc gần 10 giờ tối hôm đó, rồi biến vào màn đêm, không còn camera nào khác ghi lại được hình ảnh. Tại quán làm tóc nơi xảy ra vụ cướp, các điều tra viên đã tìm thấy một chiếc túi nhỏ mà hắn làm rơi khi đánh nhau với nữ nhân viên. Trong đó có một chứng minh thư, một sổ hộ khẩu và thêm một số ảnh của nghi phạm chụp khi đi du lịch. Tên trên sổ hộ khẩu và chứng minh thư là Tào Kim Phi, sinh năm 1985, quê ở Miên Dương, Tứ Xuyên. Dựa trên vật chứng thu thập được tại hiện trường cùng với những thông tin mà nạn nhân cung cấp, cơ bản đã xác định được nghi phạm chính là Tào Kim Phi. Cảnh sát quận Điệp Thái đã xác định hai vụ cướp tại hai quán làm tóc xảy ra trong cùng một ngày đều là do nghi phạm Tào Kim Phi gây ra. Và họ đang truy tìm Tào Kim Phi trên toàn quận thì nhận được điện thoại của cảnh sát Linh Xuyên nói là đã bắt được một kẻ cướp. Trong lời khai của hắn có nhắc tới hai vụ án gây ra tại quận Điệp Thái. Tào Kim Phi kể lại nguyên nhân hắn tự dưng đổi khu vực đi ăn cướp từ quận Điệp Thái sang quận Linh Xuyên là do bản thân hắn có chút dị tâm. Trước đây thì hắn chọn đi cướp trong các quận trung tâm thành phố bởi dân cư nơi này có vẻ có tiền hơn vùng nông thôn. Nhưng mà hôm đó, sau khi bị nữ nhân viên tiệm tóc đánh cho một trận, cảm thấy phong thủy quận này đi cướp xui xui thế nào ấy, nên hắn quyết định chuyển địa bàn ăn cướp sang huyện Linh Xuyên để thử vận may. Như thế là Tào Kim Phi đã gây ra 2 vụ cướp ở quận Điệp Thái, 3 vụ cướp ở huyện Linh Xuyên, tổng cộng 5 vụ cướp chỉ trong vài ngày liên tục. Hắn rất manh động. Như vậy còn vụ án nữ chủ quán làm tóc bị sát hại và cướp tài sản ở huyện Linh Xuyên cũng xảy ra trong thời gian này. Liệu có liên quan đến Tào Kim Phi hay không? Bây giờ, để tiếp tục so sánh DNA của Tào Kim Phi với DNA ở hiện trường vụ án mạng Vương Phượng Anh thì nhanh nhất cũng phải chờ mất 12 tiếng. Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Linh Xuyên bỗng nhớ ra một chi tiết. Anh liền gọi điện cho cảnh sát khu vực Tương Đàm của huyện Linh Xuyên để hỏi rằng tên cướp mới bắt được này có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như hắn có hút thuốc không chẳng hạn. Điều tra viên kia trả lời là có hút thuốc, vì khi bắt giữ còn tìm thấy một bao thuốc lá đang hút dở trong người hắn ta. Rồi trong lúc thẩm vấn, hắn cũng xin cảnh sát cho hút thuốc. Người đội trưởng lại hỏi, vậy thì anh ta hút loại thuốc gì thế? Điều tra viên phụ trách vụ án cướp taxi liền nói tiếp, trong lúc nghỉ giải lao, tôi đưa cho Tào Kim Phi hút vài điếu thuốc lá của địa phương, nhưng anh ta hút thử rồi nói không quen, đòi chúng tôi trả cho anh ta gói thuốc lá đã thu được trong túi của anh ta khi bị bắt giữ. Nên tôi đã lấy chiếc túi của anh ta ra xem lại thì thấy là thuốc lá hồng song hỉ. Nghe tới đây, người đội trưởng cảnh sát hình sự Linh Xuyên khi này trong lòng đã khấp khởi mừng rỡ, liền hỏi thêm một câu nữa, anh có biết loại thuốc đó bao nhiêu tiền một bao không? Điều tra viên trả lời, Tào Kim Phi nói thuốc lá này có giá từ 5 đến 6 tệ một bao, tùy vào nơi bán là quán tạp hóa nhỏ hay là siêu thị mà sẽ chênh lệch nhau một tệ. Sau khi nhận được những thông tin này trong cuộc trò chuyện, cảnh sát hình sự huyện Linh Xuyên cho rằng Tào Kim Phi rất có thể chính là nghi phạm trong vụ án nữ chủ quán làm tóc bị sát hại. Gói thuốc lá hồng song hỉ 6 tệ một bao chính là điểm giao nhau của hai vụ án. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã lập tức đưa Tào Kim Phi về trụ sở để thẩm vấn và nói thẳng với hắn rằng bây giờ nghi ngờ hắn sát hại chủ quán làm tóc ở huyện Linh Xuyên. Chỉ khoảng 10 tiếng nữa khi có kết quả DNA đối chiếu lần nữa là mọi việc sẽ rõ ràng. Nghe vậy, Tào Kim Phi im lặng vài phút rồi nói, tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không? Anh có thể mua cho tôi một bao thuốc lá hồng song hỉ không? Sau khi đưa bao thuốc lá cho Tào Kim Phi, cuộc thẩm vấn diễn ra rất thuận lợi. Hắn thở dài nói, thực ra ở Linh Xuyên, đúng là tôi còn giết một người ở trong quán làm tóc. Tào Kim Phi thừa nhận chính hắn ta đã cướp của và sát hại nữ chủ quán làm tóc, rồi điểm chỉ và ký vào bản khai nhận. Hắn kể lại, khi đó đi vào quán như khách hàng bình thường,
thấy Vương Phượng Anh chỉ có một mình nên đã khống chế để cướp tài sản. Nhưng cô ấy kêu cứu và muốn bỏ chạy ra ngoài. Ở khu vực đó, quán xá đông người, sợ lộ chuyện, hắn đã kéo cô ấy vào nhà vệ sinh và bóc cổ cho tới khi nạn nhân bất động thì lục lọi tài sản rồi rời đi. 12 tiếng sau, kết quả so sánh DNA đã có. DNA của Tào Kim Phi để lại trong vụ cướp taxi trùng khớp với DNA trên đầu lọc thuốc lá và DNA của nghi phạm thu thập được trên móng tay của nạn nhân Vương Phượng Anh. Vậy là vào lúc hơn 9 giờ tối ngày 13 tháng 7, tròn 48 tiếng kể từ thời điểm nạn nhân Vương Phượng Anh bị sát hại, đã phá được án. Như vậy là chỉ hơn một năm sau khi Tào Kim Phi mãn hạn tù, hắn tiếp tục gây án nghiêm trọng hơn thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Tháng 1 năm 2015, Tào Kim Phi bị tuyên án tử hình cho tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục phần ngoại chuyện với Duy để xem là khi bước ra khỏi cánh cổng nhà tù hơn một năm trước đó, hắn đã làm gì và gặp những chuyện gì? Tại sao Tào Kim Phi lại tiếp tục con đường tội lỗi như vậy nhé? Tại trại giam huyện Linh Xuyên, với sự cho phép của cán bộ quản giáo, Tào Kim Phi đã gọi điện cho bố vài lần. Lần nào thì điện thoại của bố hắn cũng trong tình trạng tắt máy hoặc không nghe điện thoại. Tào Kim Phi nói đã không thể liên lạc được với bố kể từ cuối tháng 6 năm 2014. Bố là người thân còn lại duy nhất trên đời của Tào Kim Phi. Ông bà nội ngoại đã mất hết. Mẹ của Tào Kim Phi qua đời vì bệnh nặng khi hắn mới 2 tuổi. Tào Kim Phi nói, tôi đã mất hết hy vọng vào bố mình nên mới nảy sinh ý định đi cướp. Ông ấy đã đẩy tôi đến bước đường ngày hôm nay. Tào Kim Phi đổ lỗi mọi chuyện là do bố hắn. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện này dưới góc nhìn và lời kể của Tào Kim Phi xem chuyện gì đã xảy ra. Tào Kim Phi kể, hắn ra tù vào tháng 2 năm 2013. Hắn được giảm án 2 năm do cải tạo tốt. Khi đó Tào Kim Phi làm việc tại một xưởng may ở Thành Đô. Một năm sau, hắn ta theo một người bạn đến Quế Lâm, cũng làm việc tại một xưởng may. Mỗi tháng, Tào Kim Phi nhận được hơn 1.000 tệ tiền lương, là khoảng gần 3 triệu rưỡi tiền Mỹ. Thực ra Duy cũng không hiểu hắn làm ăn kiểu gì mà thanh niên sức dài vai rộng lại chỉ có khoảng hơn 1.000 tệ như vậy. Chứ mức thu nhập bình quân năm 2013 của Trung Quốc là tầm hơn 3.000 tệ, tức là gấp 3 lần lương của Tào Kim Phi rồi. Hoặc do lý lịch của hắn dính án tích 12 năm, lại là án hiếp dâm, nên chỉ có thể làm những công việc thu nhập thấp do nhiều nơi không muốn tuyển dụng hắn. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2014, Tào Kim Phi đã tiêu sạch tiền, không còn đồng nào mà chưa đến kỳ nhận lương. Trong lúc khó khăn như vậy thì lòng hiếu thảo của Tào Kim Phi bỗng dưng bột phát. Hắn chợt nhớ ra là từ lúc ra tù đến giờ vẫn chưa liên lạc với bố để hỏi thăm sức khỏe, xem ông già mình dạo này sống chết như thế nào. Nên sau khi gọi điện để vấn an sức khỏe của đấng sĩ Thành xong, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề là hiện tại đang thiếu tiền và muốn vay 500 tệ. Nói rằng đợi nhận lương rồi sẽ trả lại. Khi đó bố hắn đồng ý, nhưng ông ấy nói phải đợi khoảng 10 ngày nữa, tức là phải đợi đến cuối tháng 6 mới được. Tào Kim Phi kể là từ khi hắn nhớ được thì đã không còn ký ức nào về mẹ nữa rồi, do mẹ qua đời vì bệnh tật khi hắn chỉ mới 2 tuổi. Vài năm sau thì bố tái hôn, có gia đình và những đứa con khác. Kể từ đó, Tào Kim Phi sống cùng ông bà ngoại. Hắn kể trong thời gian hắn còn nhỏ và đi học, thì bố vẫn gửi tiền chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng. Nhưng có khi 2-3 năm thì bố mới đến thăm hắn một lần. Và những lần như thế thì ông ấy sẽ ở lại vài ngày ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần thấy con trai làm sai điều gì, hoặc hỗn láo hay là lười học, thì ông sẽ đánh cho hắn một trận. Chính vì thế, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm cha con. Cứ như vậy, hắn lớn lên, không có bố mẹ ở bên dạy dỗ, nhưng ông bà ngoại lại rất thương yêu và chăm sóc cho hắn, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cháu mình. Nhưng hắn nói, sau đó vì ông bà quá nuông chiều, khiến cho hắn trở thành một đứa trẻ nổi loạn, phá phách, bỏ học. Hắn nói ông ngoại thì nhu nhược, chỉ biết thở dài. Bà ngoại thấy hắn như vậy cũng chỉ biết khóc. Và sự trượt dài trong cuộc đời của hắn là từ năm hắn mới chỉ 14 tuổi. Vì tội trộm cắp khi đó, Tào Kim Phi bị đưa đi trại cải tạo lao động một năm. Sau khi được thả, hắn vẫn chứng nào tật nấy, ăn cắp vặt quanh làng. Khi 16 tuổi, hắn ta lại bị kết án 14 năm tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Khi ra tù vào tháng 2 năm 2013, hắn ta đã 28 tuổi. Trong 28 năm cuộc đời, hắn ta đã dành gần một nửa thời gian ở trong tù. Hắn nói số lần hắn gặp bố từ nhỏ cho tới khi trưởng thành có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tào Kim Phi nói trong sự hậm hực, ông ta là bố tôi, vậy mà bố cho con 500 tệ cũng không được, lại còn tính toán với tôi là tiền cho vay sau này phải trả.
Nghe câu này, người quản giáo hỏi: "Vậy anh không nghĩ đến việc đi vay người khác à?" Hắn nói: "Giờ tôi vay ai? Tôi đến Quế Lâm không quen biết nhiều người, thì ai dám cho tôi vay?" Tào Kim Phi nói: "Dù hai cha con ít liên lạc và xa cách với nhau, nhưng dù sao cũng là cha con mà. Hắn rất hy vọng bố có thể giúp hắn vượt qua những ngày khó khăn này. Đợi đến khi hắn nhận lương thì sẽ trả lại. Tuy nhiên, ông ấy đã khiến hắn ta rất thất vọng. Bởi vì khi đợi thêm vài ngày nữa, rồi sau đó gọi điện thoại lại, thì ông ấy không nghe máy nữa, hoặc là tắt luôn điện thoại." Bố Tào Kim Phi năm đó gần 60 tuổi, vẫn đang làm việc tại một công trường ở Thiểm Tây. Ông ấy có hai số điện thoại, một số đăng ký ở quê nhà Tứ Xuyên và một số ở Thiểm Tây. Tuy nhiên từ cuối tháng 6, hai số điện thoại của bố Tào Kim Phi lúc đầu không nghe máy, sau đó thì tắt máy luôn. Tào Kim Phi nói, điều này khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy như không ai trên đời này quan tâm đến hắn, cuộc sống lại khó khăn như vậy. Vì thiếu 500 tệ, giờ không biết làm sao để xoay sở được số tiền này, nên quyết định nghỉ việc đi cướp tài sản. Trong quá trình cảnh sát điều tra vụ án và khi phóng viên tới trại tạm giam để phỏng vấn lấy thêm thông tin về vụ án, thì cả cảnh sát và các phóng viên cũng đã nhiều lần cố gắng liên lạc với bố của Tào Kim Phi. Nhưng khi gọi đi, chỉ nghe thấy những tiếng đổ chuông kéo dài, hoặc thuê bao không liên lạc được, không có người nghe máy. Trên màn hình các bạn bây giờ là quyển nhật ký của Tào Kim Phi viết khi còn ở trong tù. Các bạn đang nhìn thấy những dòng chữ mà hắn viết vào ngày 26 tháng 11 năm 2012. Nội dung của đoạn dịch này đại khái là: mong rằng sau khi ra tù sẽ có một công việc không quá vất vả, khi chưa quá già sẽ gặp được một cô bạn gái không quá xấu, yêu đương một cách bình yên, không vội vàng, sống một cuộc đời không quá tệ. Đoạn nhật ký với những dòng chữ hy vọng này được Tào Kim Phi viết hơn 2 tháng trước khi hắn được trả tự do. Tào Kim Phi cho biết hắn ta muốn sống một cuộc sống bình dị, yên ổn sau khi ra tù, nhưng mà đã bị bố hắn giáng cho hắn một đòn chí mạng. Hắn liên tục nhấn mạnh: "Nếu ông ấy cho tôi vay 500 tệ, tôi chắc chắn sẽ không xa vào con đường này. Tôi hoàn toàn không có ý định đó. Từ ngày tôi bước ra khỏi nhà tù, tôi đã không muốn tái phạm nữa rồi." Trong vụ án này, cuộc đời của Tào Kim Phi lệch khỏi quỹ đạo bình thường vốn có từ khi hắn còn rất ít tuổi. Và thường thì đối với những hung thủ hay là nạn nhân mà có tuổi thơ mồ côi như Tào Kim Phi, khi làm về một vụ án như thế, Duy thường cảm thấy có sự thương xót, đồng cảm, kiểu như cảm động đó ạ. Nhưng vụ này, sao cũng hoàn cảnh như vậy, mà thay vì cảm động thì lại thấy cảm lạnh quá. Các bạn có thể thấy, quả thật hoàn cảnh của Tào Kim Phi có sự thiệt thòi hơn những người khác. Mẹ mất sớm, bố có gia đình mới nên không còn quan tâm nhiều đến hắn. Nhưng mà hắn vẫn còn một mái ấm khác, dù nó không thực sự trọn vẹn lắm, nhưng vẫn đủ ấm áp để trưởng thành. Đó là sự chăm sóc của ông bà ngoại. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ tâm lý của kẻ này, chưa bao giờ hắn nhận lỗi về bản thân. Dù những tội ác mà hắn gây ra mỗi lúc một tăng dần, 14 tuổi là trộm cắp, khi 16 tuổi thì đi cướp tài sản và hiếp dâm. Đến năm 29 tuổi, tăng thêm một level nữa, đó là cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. Cùng với việc tội ác tăng dần thì mức án cũng nặng dần. Một kẻ mà gần nửa thời gian hắn tồn tại trên đời này chỉ dành để ở tù, nhưng hắn hoàn toàn không hề nhận thức ra bản thân hắn tồi tệ đến mức như thế nào. Tào Kim Phi đổ lỗi cho người bố không quan tâm. Mỗi lần về chơi mà thấy con trai hỗn láo hay là có gì sai là đánh hắn, làm cho hắn không cảm nhận được tình thương yêu của bố, phải trải qua tuổi dậy thì nổi loạn. Rồi lại đổ lỗi cho ông bà ngoại vì quá thương yêu hắn, nhưng không biết cách dạy dỗ khiến cho hắn bỏ học và tù ra tội. Đọc hai cái lý do trái ngược nhau này, Duy kiểu suy nghĩ là: "Ủa, alo, gì vậy cha nội?" Tự dưng kiểu Duy bị lắc server ngang luôn đó. Thấy tên này sao kiểu gì hắn cũng nói được hết. Bố hắn đánh hắn thì bảo là không thương, không có tình cảm, nên làm hắn nổi loạn. Mà ông bà ngoại thương quá thì lại bảo là không biết dạy, làm hắn bỏ học, hư học. Tiếp tục theo dõi tâm lý kẻ này, các bạn có thể thấy, càng lúc hắn càng phi lý khi chỉ muốn hưởng thụ. Điều này một lần nữa thể hiện qua việc vay tiền của người bố. Thực ra Duy không bênh vực bố của Tào Kim Phi. Đúng là ông ấy có phần hơi lạnh nhạt với con trai. Dường như ông không muốn dính líu gì tới đứa con trai từng vào tù ra tội này nữa. Nhưng chúng ta cũng xem cách Tào Kim Phi đối xử với bố. Hắn chỉ nghĩ tới ông ấy khi mà cần vay tiền, vì đó là người thân duy nhất của hắn. Cuộc sống khi đó của Tào Kim Phi rất khó khăn, lương thấp, phải chi tiêu tàn tiện, các doanh nghiệp lớn đều không muốn nhận. Thực ra cũng khó trách, bởi vì án tích động cơ đê hèn như vậy, đến bố Tào Kim Phi còn chẳng muốn nhận con, chứ nói gì tới các doanh nghiệp. Trong lúc khó khăn nhất, hắn muốn mượn bố 500 tệ,
và có vẻ như bố hắn cố ý lảng tránh, không muốn cho vay. Ngay như câu nói của Thảo Kiếm Phi, ông ta là bố tôi, vậy mà bố cho con 500 tệ cũng không được, lại còn tính tiền là tiền vay sau này phải trả. Đúng là bình thường, một người bố có thể cho con 500 tệ hoặc 5.000 tệ, thậm chí là toàn bộ gia sản, nhưng đó là trên tinh thần tự nguyện. Còn hắn nói câu đó trong khi bản thân Tào Kiếm Phi đã là một người đàn ông 30 tuổi, còn bố của hắn thì đã gần 60 tuổi, cũng không dư giả gì, vẫn đang đi làm tại một công trường xây dựng tại Thiểm Tây để kiếm sống. Tại sao hắn không nghĩ ngược lại, mình còn trẻ khỏe như vậy, không biếu bố được 500 tệ, mà lại muốn ông ấy cho hắn 500 tệ? Đây là tư duy chỉ biết yêu cầu, muốn hưởng thụ, chưa từng nghĩ cho người khác. Đồng thời sau đó, nói vì không có cách nào xoay sở được số tiền 500 tệ mà phải đi ăn cướp. Cái này cũng là lại đổ thừa tào lao rồi này. Nếu hắn chỉ cần 500 tệ, thì rõ ràng ngay vụ cướp đầu tiên ở quận Điệp Thái, hắn cướp của hai nhân viên làm tóc họ Lý và họ Dương, lấy đi 400 tệ tiền mặt và một chiếc thẻ ngân hàng của cô Dương. Sau đó 600 tệ trong thẻ cũng đã bị rút. Như vậy là có 1.000 tệ rồi, gấp đôi chỉ tiêu ban đầu 500 tệ. Vậy tại sao không dừng lại, mà liên tiếp gây ra thêm những vụ cướp khác? Chỉ có cách giải thích hợp lý nhất là lười lao động, cảm thấy đi cướp một lát bằng cả tháng lương làm lụng vất vả. Vậy thì đi cướp cho nhanh. Tiếp theo, trong nhật ký của hắn, mong rằng sau khi ra tù sẽ có một công việc không quá vất vả, khi chưa quá già sẽ gặp được một cô bạn gái không quá xấu, yêu đương một cách yên bình, không vội vàng, sống một cuộc đời không quá tệ. Thoáng qua nghe chừng thì nó như là những lời tâm sự, mơ ước về một cuộc sống bình dị thôi. Nhưng các bạn để ý xem, mong rằng công việc không quá vất vả, sẽ gặp được một cô bạn gái không quá xấu, yêu đương thuận lợi. Có thể nói là mong muốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng không có một câu nào nói về sự quyết tâm của hắn. Ví dụ như sẽ làm việc chăm chỉ, khổ cực tới đâu cũng chịu được. Trong khi bản thân xuất phát điểm khi đó của hắn là một kẻ mang án trộm cắp và hiếp dâm, nhưng không nghĩ tới mình sẽ nỗ lực những gì, nhưng lại chỉ biết mong đợi, hy vọng những thứ tốt đẹp sẽ đến với bản thân mà không cần cố gắng. Thực ra mỗi người trong tất thảy chúng ta, lúc sinh ra không ai là được lựa chọn gia thế, cha mẹ hay hình hài. Cho nên, dù được sinh ra ở hoàn cảnh nào và dù có cùng cực đến cỡ nào thì cũng chỉ không ngừng nỗ lực từng ngày, tự dùng sức mình để vươn lên. Nếu may mắn được sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện thì được ăn sung mặc sướng, được thoải mái mua sắm, vui chơi, học hành. Còn xuất thân từ một gia đình lam lũ thì sớm phải bươn trải vất vả để tự lo cho mình từ những thứ nhỏ nhất cho đến những điều lớn lao. Đôi khi cần biết hài lòng với hoàn cảnh bản thân đã có, vì có nhiều người khác còn rơi vào những tình huống tồi tệ hơn, như bệnh tật, như gánh nặng. Việc oán trách và đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình chỉ làm bản thân nhụt chí, mà cần đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và thấu hiểu. Nếu không thể cố gắng vượt qua số phận, vượt qua chính mình, thì việc bị tụt lại gần như là điều hiển nhiên. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.